Theo lãnh đạo bệnh viện, vào thời gian trên kiếp trực cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận cháu Nguyễn Ngọc Hát, 6 tuổi, trú quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, trong tình trạng mệt mỏi, môi khô, đi ngoài và nôn nhiều từ bố mẹ bệnh nhân đưa đến. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mất nước nặng. Khi bác sĩ đã kiểm tra, xác định nhịp tim của cháu Hát bình thường, 110 lần một phút, phổi thông khí kém. Bác sĩ trực chỉ định cho thở oxy, truyền nước điện giải, ủ ấm và cho cháu Hát nằm tại phòng lưu bệnh nhân, bên cạnh phòng cấp cứu. Theo ông Hải, khoảng 40 phút sau khi truyền dịch, cháu Hát có biểu hiện co giật nên ekip trực đã tiến hành các biện pháp chống sốc, đồng thời gọi cấp cứu 115 để phối hợp cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong trước khi 115 đến nơi. Nói về nguyên nhân dẫn đến cháu bé tử vong, ông Hải cho hay, gia đình nạn nhân không yêu cầu mổ tử thi nên không thể kết luận nguyên nhân chính xác. Phía bệnh viện dựa trên các biểu hiện lâm sàng và hướng tới xác định nguyên nhân tử vong là do sốc mất nước dẫn tới truy mạch. Đồng thời vị lãnh đạo bệnh viện cũng khẳng định phía đơn vị đã làm đúng quy trình. Cùng sự việc, trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cho biết đã nắm bắt thông tin sự việc. Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Lê Chân báo cáo và sẽ thông tin đến báo chí.